Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh vừa lập biên bản xử phạt tài xế xe tải BHL, sinh năm 1990, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, vì có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên. Trước đó, vào lúc 14h30 phút ngày 18 tháng 8, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh lưu thông trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Móng Cái đã phát tín hiệu và yêu cầu các tài xế nhường đường cho đoàn xe. Tuy nhiên, tài xế L không chấp hành. Đội Cảnh sát Giao thông số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập biên bản xử phạt tài xế BHL với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với lỗi trên, tài xế L bị xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.